Dạ dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Và cuối cùng, phước hạnh của Ngài, bình an của Ngài tuôn đổ trên từng anh chị em chúng con. Chúng tôi chúc lành cho buổi thờ phượng, cho buổi nhóm họp chúng con. Tề thành của Ngài, xin cho đặt lời của Ngài trên môi miệng chúng con. Xin cho ba thành của Ngài hướng dẫn đời sống cùng anh chị em chúng con, để chúng con đi theo trong sự trật tự của Ngài. Chúa, xin cho Chúa hãy bày tỏ mọi lẽ thật cho từng anh chị em chúng con, để chúng con bước đi trong lẽ thật, giữ vững những điều Chúa ban cho chúng con, để chúng con thực hành làm theo đời Chúa dạy. Cảm ơn Chúa, ban thành của Ngài hướng dẫn cho hiến để hiến công bố lời của Ngài, và từng anh chị em chúng con được nghe tiếng chỉ bảo của Chúa. Cảm tạ Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang dạy chúng ta về các giá trị nguyên tắc của nước trời. Đấy. Chúng ta đang học về cái việc mà yêu Chúa. Chúng ta đã được nghe được cái lời dạy của Chúa về việc là biết ơn Chúa, biết ơn thế nào cho nó đúng. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng đã biết được rằng để mà thực hiện một cái nhiệm vụ của Chúa thì cần phải có cái bản vẽ nó cụ thể, nó và con người của mình được Chúa dựng nên có một cái bản vẽ cụ thể cho đời sống của mình. Ơn Chúa rất là nhiều. Alleluia. Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời, biết ơn bản thân của mình, biết ơn các lãnh đạo, cảm ơn Chúa, biết ơn mọi tạo vật của Chúa, và biết ơn cả thời gian, không gian. Cảm ơn Chúa, mình biết ơn tất cả những điều mà Chúa dựng nên cho mình phải biết biết mình phải biết đó là biết ơn Chúa. Amen. Thì văn hóa nước trời là như vậy. Cảm ơn Chúa, tất cả mọi thứ nó đều có giá trị. Chúa dựng nên mọi thứ nó đều có giá trị, nó đều tốt đẹp, đều tuyệt vời cả, nên chúng ta phải biết ơn. Chúng ta biết ơn cả kẻ thù, chúng ta phải tìm thấy cái phải phải nhận ra Chúa và nhận biết được Chúa, thì đó là mình biết ơn đúng. Cảm ơn Chúa, cả kẻ thù cũng vậy. Chúa dùng để dạy mình, Chúa dùng để sửa trị mình. Alleluia. Thì con xin dâng lời cầu nguyện. Amen. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Không có Ngài thì chẳng có chúng con. Không có Ngài thì chúng con không biết điều tốt đẹp. Không có Ngài thì chúng con chẳng biết cái điều gì là cao sang, cái điều gì là giá trị. Không có Ngài thì chúng con chẳng có gì hết, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa. Nhưng chúng con có Ngài là chúng con có được. Chúng con có được Chúa là chúng con biết được Ngài là tất cả, Chúa. Có được tất cả, Chúa. Cảm ơn Chúa. Có được tất cả, Chúa. Vì tất cả muôn vật đều là do Ngài dựng nên, Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài khi Ngài cho chúng con được 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 yêu Ngài, Chúa. Chúng con Ngài đặt đặt để cho trong chúng con để chúng con được yêu Ngài, Chúa. Ngài cho chúng con được hoàn trả lại vinh hiển cho Ngài, Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Ngài tạo chúng con từ Ngài và Ngài mong muốn Chúa chúng con từ cũng từ Ngài, Chúa. Hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. 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 Chúng con phải công bố sự thật, Chúa. Sự thật cho thế giới này biết được chúng con thật sự là yêu Ngài, chúng con thật sự là cần Ngài, chúng con thật sự là đến từ Ngài, Chúa ạ. Và chúng con thật sự là tốt đẹp, Chúa ạ. Hallelujah. Chúa, hallelujah. Chúng con không phải là giảng tin lành cho ai trước tiên, mà chúng con phải giảng tin lành, Chúa ạ, nước trời, Chúa ạ, cho chính đời sống của mình, Chúa ơi. Hallelujah. Hallelujah. Bởi vì Chúa nói rằng Chúa đã sắp xếp trật tự ở trong đời sống của chúng con, nên không thể nào mọi thứ nó hỗn độn lộn xộn được, Chúa. Hallelujah.
Cái gì Chúa cũng tạo dựng nên là trọn lành tốt đẹp hết Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con kém hơn Ngài và chúng con lớn hơn tất cả muôn vật. Chúng con phải 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 nhớ rõ những lời, ghi sâu, ghi tạc vào trong lòng những lời Chúa dạy dỗ để cho muôn vật nó phải phục, nó phải sợ, kính sợ đấng tạo hóa Chúa ạ. Mới phải nhìn, khi nhìn thấy loài người Chúa, họ phải trầm trồ ra, họ trầm trồ, họ phải ước ao, họ phải ước ao, họ phải nhìn thấy rằng wow, loài người thật là được Chúa dựng nên, thật là tuyệt vời. Họ phải vâng phục Chúa. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài Chúa. Hallelujah. Và trong sự dạy dỗ của Ngài Chúa ơi, trên đời sống của chúng con, là chúng con phải biết Chúa, kính sợ Chúa và vâng phục những bậc cầm quyền của Chúa. Chúa, hallelujah, hallelujah. Chúng con phải có người cha, người mẹ, người anh, người em, người chị. Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, hallelujah, hallelujah. Chúng con phải biết được Chúa ạ, chúng con là gia đình của Chúa. Chúa hallelujah, hallelujah. Chúng con phải biết Chúa ơi, biết ơn Chúa ạ. Chúa vì đã sắp đặt người 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 trong hội thánh Chúa ạ, những chức vụ sứ đồ, tiên tri, giáo sư, mục sư, thầy giảng tin lành Chúa. Hallelujah, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện biết ơn Chúa, Ngài đã đặt để trong hội thánh sự trọn vẹn của Ngài là tóm hết mọi sự trong mọi loài Chúa ạ. Tất cả sự gì Chúa dựng nên Chúa ạ, chúng con phải tóm hết lại Chúa ơi. Chúa hallelujah, hallelujah. Và tất cả những cái sự nào của thế gian chúng con bóc ra để chúng con vứt bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng con Chúa ạ. Hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài Chúa ơi, chúng con tôn cao danh của Ngài. Chúng con phải là sự sáng để chiếu chiếu soi cho cái thế giới này biết Chúa ạ. Chúa ơi, hallelujah. Thế giới này họ đang cần sự sáng của Chúa, họ đang cần Chúa ạ, được 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 nguồn sự sống Chúa ạ. Hallelujah, hallelujah. Và chúng con cảm ơn Ngài. Ngài đặt nhiệm vụ chúng con là phải quản trị Chúa ạ. Hallelujah, quản trị Chúa ạ. Bởi vì chúng con được dựng nên là để quản trị Chúa ạ, quản trị. Và chúng con cảm ơn Ngài Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu nguyện để chúng con Chúa ạ, thực hành nhận lấy những cái lời Chúa dạy dỗ để như thực hành trong đời sống của mình Chúa ơi. Chúng con ngợi khen Ngài Chúa ạ. Và chúng con cầu nguyện vì phá hết tất cả những cái lời cầu nguyện, những lời nói dối trá, những cái lời cầu nguyện phù phép bắt Đức Chúa Trời làm Chúa ạ. Ra xe thay đổi dây à, dùng cánh tay của Chúa đó Chúa. Hallelujah. Chúng con còn cầu nguyện Chúa ạ, để chúng con biết được rằng chúng con yêu Ngài, chúng con vâng phục Ngài, chúng con kính sợ Ngài, chúng con yêu Ngài. Chúng con cầu nguyện Chúa ạ, để thực hiện ý muốn của Chúa trong cuộc sống của mình Chúa ạ. Chúng con biết Chúa ơi, trong nước trời của Chúa rất cần cái thái độ của chúng con Chúa ạ. Nên chúng con cầu nguyện, bởi vì chúng con có thái độ yêu Ngài, thái độ đúng, thái độ mà nhìn thấy Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là cha thật sự của mình, Ngài là Chúa thật sự của mình. Con phải đến với Ngài trong sự tôn kính Chúa, tôn thờ, tôn cao Ngài chỉ một duy nhất Chúa ơi. Hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con yêu mến Ngài Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Và con cầu nguyện Chúa ơi, chúc phước cho lòng của con, chúc phước cho tất cả lòng của người lãnh đạo trên con và tất cả lòng của anh chị em của chúng con, lòng của những người thân yêu của chúng con Chúa ạ. Biết 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 mềm mại Chúa ạ, biết 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 nhu mì Chúa ạ, biết khiêm nhường Chúa ạ, hạ mình xuống Chúa ạ. Hallelujah. Bởi vì ai hạ mình xuống thì sẽ được nhấc lên Chúa ạ. Hallelujah. Chỉ có biết Chúa ạ, biết Chúa ạ, đầu gối quỳ xuống Chúa ạ, để quỳ xuống Chúa để biết rằng Chúa hơn mình Chúa ạ. Và biết rằng Chúa ơi, hạ hết tất cả đời sống của mình xuống để Chúa hơn mình Chúa. Hallelujah. Về hạt giống cần phải hạ gieo xuống Chúa. Hallelujah. Cần phải chết
con người của mình đi Chúa, hallelujah thì mới lên được Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện cho những người thân của chúng con, những người họ còn đang cứng lòng Chúa ạ, cứng lòng Chúa ơi, họ không còn bị như vậy nữa, họ không còn bị cái màng mờ của thế giới này che khuất đi mắt họ, để họ chỉ có tập trung vào Chúa ạ, cái ngon ngọt của thế gian này để bị lừa dối, nên chúng con không chấp nhận điều đó. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, Chúa ạ, mở mắt mở màng ra cho người thân yêu việc chúng con siêng năng, để sự sáng của Chúa cứ chuyển, sự sống của Ngài cứ đến trên chúng con để chúng con thắp lên cho họ Chúa ạ. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài Chúa ạ, chúng con yêu mến Ngài Chúa ơi. Hallelujah, chúng con tôn cao danh Đức Chúa Cha của chúng con tôn cao danh của Chúa Giêsu của chúng con tôn cao danh Đức Thánh Linh Chúa ạ. Hallelujah, chúng con tôn cao Ngài, chúng con ngợi khen Ngài Chúa ạ. Hallelujah, chúng con tôn ngợi khen Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Tại Chúa. Amen. 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 Chúng ta Chúa. Cái lời Chúa đã chọn con chơi con cảm ơn rất nhiều vì hãy cùng với tất cả anh chị em con chơi. Để con nguyện xin Ngài hãy hướng dẫn đời sống mỗi chúng con chơi. Rồi cho chúng con bước đi trong bước đường đi theo sự hướng dẫn của Chúa cha. Con biết được những mục tiêu mà mình cần phải hướng đến cha. Cảm ơn rất nhiều vì Ngài dạy giống con cha. Những người mà bước qua được tuổi trưởng thành cha thì phải hiểu được mục tiêu của mình cha, hiểu được sứ mạng của mình cha và sắp xếp nó cha để thực hiện cha, biết thứ tự ưu tiên của mình cha, biết điều mình cần phải làm cha. Con nguyện xin Ngài hướng dẫn con cha, rồi con biết được cha ý muốn của Ngài cho đời sống con cha, đó là trở nên trụ cột của nước trời cha, đó là trở nên đạo quân đặc nhiệm của Ngài cha, để thực hiện tất cả những sứ mạng của Ngài, để cho hội thánh sự thương xót Thiên Chúa con cha một để đào tạo ra 603.550 con người làm lịch sử cha. Hồi chúng và chính chúng con trước cha là cái nhân tố trước tiên cha, giống đầu mùa trước tiên cha, chính chúng con cha là những người phải đào tạo ra chính bản thân mình trước cha, để trở thành người mạnh mẽ cha, giống Chúa Suric con cha, có trưởng thành cha, ở trong độ tuổi thuộc linh của mình cha, phát triển hết tất cả những cái cấp độ tâm linh cha và tính cách chơi, để nào từ đó mà chúng con được Ngài khai phóng vào trong miền đất hứa mà Ngài kêu gọi ông con cha. Mình đã hứa về tâm linh sao, mình đã hứa về chính trị sao, mình đã hứa về nghệ thuật sao, chính con sao, con cùng nguyện xin Ngài hướng dẫn con sao, để con có sự khôn ngoan sao, để con biết sắp xếp tất cả những cái công việc của mình sao, để có những cái sự có những cái hạt trà dài hạn cho nhắc lý hạt dài hạn cho con cần mà hướng dẫn con sao, để rồi con có không ngon trong việc mà hiểu biết ý muốn của Chúa trời, để sắp xếp tất cả mọi thứ thật chi tiết cho con cảm ơn rất nhiều Chúa con chơi cùng nguyện xin Ngài cùng rất anh chị em con chơi, để chúng con cũng biết được những cái chương trình của Ngài cho trên đời sống của mỗi chúng con cha, để chúng con sắp xếp cho chúng con cần phải thực hiện cha những cái chương những cái hạch của Ngài cha. Con nguyện xin Ngài hãy dạy dỗ con cha, hãy huấn luyện con cha và giúp con vâng phục những người hướng dẫn cho đời sống con, người cha lên con cha vâng phục lãnh đạo trên đời sống con cha. Cảm ơn rất nhiều cha, cho con nguyện xin Ngài hãy cho chúng con sao phải làng rèn luyện bản thân mình, sẽ phát triển hết tất cả những cái sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của mình, cho những gì mà Ngài dạy dỗ con sao, con phải thực hành, con phải luyện tập, cho con phải gọi là bài tỏ sáng của mình ra sao, ông con phải khiến cho lời lẽ thật của Chúa thành thực trên đời sống con sao, con phải có sự khôn ngoan sao, con phải có sự thông sáng cho, phải đầy giải hoặc là cái những cái sự mầu nhiệm của Ngài trong lòng của mình ra, để rồi chúng con tất cả những gì mà ngài dạy ông con chẳng con đều biết, con đều nhớ, chúng con đều hiểu hiểu thông hiểu hết sao. Con cảm ơn rất nhiều sơn, cảm ơn ngài vì ngài dạy ông con cho ông con thấy được cái bức tranh toàn cảnh của sáng tạo sao, cho ông con thấy được những cái gọi là những cái hạch đời đời của ngài sao, và cô cùng nghĩ rồi ở chúng con sẽ sắp xếp đời sống của mình cho trong cái kế hoạch lớn của ngài sao, để con biết được cái phần mình ở trong đó sao, cái mắt xích của mình ở trong cái chương trình của Chúa trời, cũng con nhận biết được cái công việc của mình cha, để làm con trung tín cho trong những cái việc nhỏ nhất cha, rồi sau đó cho ngài chắc chắn sẽ
ban chấm con cha để thực hiện những công việc lớn hơn cha, cảm ơn rất nhiều sao không biết làm cho trung tín rất là quan trọng cho trung tín, cho trung tín cho không cảm mà cho con nguyện rồi đập nát tất cả những con người lười biếng, cho những người mà hư không để sống con cha, rồi những cái con người hư không lười biếng, những người mà không có kỷ luật đời sống của mình cha, phải bị dẹp bỏ ra khỏi đời sống con cha, những người mà bị thế gian này nó lừa dối cha để làm nô lệ cho nó cha, những cái nô lệ trong tư duy cha, nô lệ trong cái đời cách thức hoạt động đời sống cha của nguyện, rồi ngày ngày giúp con sẽ sáng ngoài cha, soi chiếu đời sống con cha, để ông con lỡ bỏ tất cả những nhất là những cái lời nói hư không của đời sống con cha, rồi sau đó ông con phải lỡ bỏ đi những cái thói quen đời sống mình cha, và lỡ bỏ luôn cả những cái công việc đó cho đời sống con cha mà nó không có trong cái hạch mà Chúa muốn cho đời sống con cha, con nguyện sẽ giúp con cha, rồi con sắp xếp lại mọi thứ cha thật đúng thật tốt cha, thế muốn của ngài cha, còn có những cái hạch ngắn hạn của mình cha, từ những cái hạch dài hạn cha, chứ không thể gọi là không có cái hạch dài hạn mà chúng con lại cứ đi mà chưa rõ ràng đường lối mà Chúa muốn cho đời sống con cha, cảm ơn rất nhiều cha, cho con nguyện xin ngài hãy hướng dẫn tất cả anh chị em con cha, hướng dẫn tất cả anh chị em con cho ngài cha, để đầu ngài giúp đỡ con cha, nhất là trong việc mà ông con học tập làm bài tập cha, trong trường đại học thần học Đức Trời cho ông con có sự khôn ngoan cha, thông sáng để ông con hoàn thành tốt tất cả những cái bài học mà Chúa giao cho ông con cha, bởi vì đây là bài tập Chúa giao ông con cha, để ông con rèn luyện mình cha, để được ngài huấn luyện thành những con người trước tiên nhất là những trở thành công dân nước trời cha, con cảm ơn rất nhiều cha, con dân tất cả anh chị em con chẳng ai cho cầu nguyện cho Đức Chúa Service. Amen. Amen. Lời cha dấu yêu, chúng con cảm ơn cha. Tình yêu của cha chăm sóc đời sống của chúng con mỗi ngày qua Đức Thánh Linh, ngài cho chúng con hiểu được cái ý nghĩa của sống và sống cho mục đích và làm cho mục tiêu Chúa. Con cảm ơn Chúa, Chúa yêu chúng con, Chúa chăm sóc chúng con qua người cha Thục Linh, qua mục sư Nguyễn Mạnh Cường, qua hội thánh của Chúa. Con cảm ơn thức ăn, đồ ăn của ngài, thức ăn tuyệt vời của ngài Chúa ạ. Càng ngồi với Chúa con mới thấu hiểu được tình yêu của Chúa phong đầy cho chúng con qua những sự dạy dỗ của Chúa, nơi người cha Thục Linh, nơi người sư quản nhiệm của chúng con. Con cảm ơn Chúa cho chúng con tất cả những gì mà chúng con học để lời trở nên thành thật trong đời sống của chúng con Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa, lời của Chúa chảy rất mau và những ấn tượng của Chúa ngày càng hình thành trên hội thánh của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự yêu quyền quyền năng của Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời không bị khinh dễ đâu. Con cảm ơn Chúa, con nhìn thấy quyền năng của Chúa mà bắt run run rẩy mà kính sợ Chúa, vừa muốn vừa làm theo ý ngài Chúa. Con cảm ơn Chúa tất cả những lời phán của Chúa, lời rema của Chúa từ nơi cha Thục Linh, từ nơi tấm lòng mà phải dám hy sinh trả giá, và chúng con được đu theo Chúa và được nhận được Chúa ạ. Xin cho chúng con có cái tinh thần cùng đồng đội, tinh thần như người cha của mình được sinh ra trong tinh lành Đức Trời, người thầy, người mẹ Thục Linh Chúa ạ, để mà con không bị bỏ xa ra, và sự hiểu biết, sự khôn ngoan được kết nối với Chúa qua qua người cha Thục Linh, qua mục sư Bùi Hoài Hương, để chúng con càng ngày khôn lớn, chứ không sẽ bị khi con nghe được tất cả các bài giảng con thấy thật là vĩ đại và rất là khổng, thì nếu mà chúng con không cố gắng thì thật sự là bỏ xa thật sự Chúa ạ. Xin cho chúng ta về Thục Linh của chúng con thì càng ngày khôn lớn Chúa ạ. Lời Chúa nói rằng thân thể thì chẳng, xác thịt này chẳng có ích gì, nhưng những gì mà ngài nói cho chúng con là bởi thần linh và sự sống Chúa ạ. Xin cho chúng con sống trong thần linh của ngài, để mà trong cái Thục Linh này nó phải đi rất nhanh, vất lẹ và mau chóng và làm việc
tất cả những thánh tượng mà Chúa Ngài đã có cái bảng sớ quân mà Chúa đặt để trên hội thánh sự thương xót Thiên Chúa và đang được hình thành và được ứng nghiệm. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Ngài gìn giữ chúng con, Ngài yêu chúng con, Ngài nhịn nhục, Ngài kiên nhẫn với chúng con biết bao điều qua người cha thuộc linh, qua mục sư Nguyễn Mạnh, mục sư Bùi Hoài Hương. Con cũng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, xin Chúa đập nát cái tư tưởng chống nghịch lại tất cả mọi ý tưởng của Đấng Christ trong hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, chống lại những người dạy dỗ chúng con đây Chúa ạ. Những lời nói tiêu cực, những lời nói lầm bầm vô ích, không có xây dựng mà để mà làm tiêu cực Chúa ạ. Chúa đập nát những cái tư tưởng đó, sự khốn nạn đó phải lui ra khỏi hội thánh của chúng con, để chúng con có Vâng. nói là nói lời của Chúa, chúng con có nói là chúng con xây dựng, xây 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 xây. Còn những cái sự mà nói trong sự tiêu cực là chúng con chà nát tư tưởng đó Chúa ạ. Chúng con cấm và cấm nó không được mở miệng được nói những sự tiêu cực. Con cảm ơn Chúa. Chúa đang khổ, Chúa cũng dạy dỗ chính con, chính bản thân con, và con nhận ra chính con và con thay đổi liền và ngay để không có làm cho Chúa buồn qua người cha thuộc linh, qua mục sư của chúng con, mục sư Bùi Hoài Hương và từng các cá anh chị em của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Linh cho lòng của chúng con luôn mềm mại. Chúng con còn tiếp tục sự dạy dỗ trên thẩm quyền những người trên chúng con, để chúng con biết trân quý tất cả từng thời khắc, từng ân điển mà Chúa ban cho chúng con trên hội thánh sự thương xót Thiên Chúa. Nguyện cho tất cả những giá trị, những văn hóa nước trời là chúng con đi tới đâu là chúng con có tư duy đó, chứ không phải vì sự ăn sự uống đời này. Khi chúng con mở mắt ra, chúng con xách xe đi tới chỗ làm mà chúng con biết chúng con đi tập luyện, chúng con đi gym để chúng con tập cơ bắp của mình, chứ không phải là chúng con đi làm có tiền bỏ túi chứ, là đó là một cái tư duy nô lệ hèn kém và sỉ nhục. Cảm Amen. ơn Chúa. Dù chúng con ở địa vị nào, chúng con biết rằng chúng con là con của vua trời, chúng con phải được kế tự cơ nghiệp với Chúa Jesus Christ để quản trị, cai trị Chúa ạ. Cảm ơn Đức Chúa Trời là cha cho chúng con biết được vị trí của mình, để bất cứ ở hoàn cảnh nào chúng con, dù có bị bắt bớ, dù có bị đánh đập, chúng con cũng vẫn cao sang Chúa ạ, sang trọng cho trước mặt Ngài. Không ai có thể tách tình chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài Chúa ạ. Cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ là đấng mà đã hàn gắn tình yêu của con với cha trên trời và với tất cả với nhau, với cha Thục Linh, với mục sư Bùi Hoài Hương, với anh chị Trung Chi, với em Hiến, em Nam và tất cả đội ngũ của chúng con, và đặc biệt rằng Chúa đang tháp lại tháp tháp tiếp tục những người mà còn mà Chúa dành 7.000 người chưa hề quỳ gối trước ban cho trường Đại học Tổng hợp Thần Nước Trời, là các em sinh viên học sinh cũng được tháp tùng vô cái dòng chảy mới và dòng chảy cuối cùng này Chúa ạ. Chúa lựa, Chúa lọc, chứ không phải hội thánh sự thương xót Thiên Chúa là như là một cái đại chào mà phong trào Chúa ạ, mà Chúa biết người của Chúa và Chúa đã có một cái lịch tên tuổi đã được ghi ấn trong Chúa, và Chúa cũng cho được tháp tùng với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ tất cả các em, đó là hạt giống đầu mùa Chúa ban cho trường Thần học nước trời. Nguyện tình yêu của Chúa, sự thương xót nhân từ và đầy ân điển của Ngài đầy dẫy trên đội ngũ của chúng con trên nhà sự thương xót Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết tri ân cha và chúng con biết tri ân nhau, yêu nhau trong tình yêu của Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Chúng con đến với cha với sự. Alo, con nghe. Con nghe chú chung. Chúa con cảm ơn Ngài, chúng con đến với cha với sự hạ mình để Ngài yêu thương con chị em chúng con, Ngài dạy dỗ cho chúng con, Chúa ạ. Để mỗi ngày chúng con cần đến sức sống của Ngài, cần đến sức mạnh của Ngài. Chúng con không có trông cậy ở sức mạnh của chúng con, nhưng trông cậy chúng con thì chúng con sẽ bị hư nát, Chúa ạ. Chúng con trông cậy vào sự sức mạnh của Ngài thì Ngài mới cho chúng con
có đứng vững và tin cậy vào Ngài. Chúng con có sự trả giá với Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa bởi trước sáng thế Ngài đã chọn chúng con trong đấng Christ rồi, Chúa ạ. Đặng làm chúng con được nên thánh, Chúa ơi. Để không có chỗ chê trách được trước mặt Ngài, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa bởi trong đấng Christ chúng con được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, được sự dư dật ân điển của Ngài, Chúa ơi, mà Ngài đã giải ra đầy rẫy trên chúng con cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Ô sự khôn ngoan thông sáng đó là từ sự kính sợ Ngài, Chúa ạ. Chúng con phải kính sợ Ngài thì chúng con có sự khôn ngoan này. Chúng con phải vâng phục Ngài trong mọi sự, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Ngài dẫn chúng con đi trong mọi lẽ thật, Chúa ạ, để chúng con không có đi trong những sự sai chật mà chúng con đã đi đi cho sai trong những bước đường mà chúng con đã trải qua rồi, Chúa ạ. Này chúng con qua điều đó mà chúng con phải tiến tới lên, Chúa ạ. Chúng con phải có sức mạnh trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, sự sáng của Ngài soi lòng của trí chúng con, mắt lòng chúng con phải nhìn thấy Ngài ở trong chúng con, Chúa ạ. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Ồ, bởi chúng con là gì mà Chúa lại nhớ đến, con là chi mà Chúa lại viếng thăm chúng con, bởi Chúa làm chúng con kém đi Chúa Trời một chút thôi, Chúa ạ. Và mặc cho chúng con, đội cho chúng con mão miệng và sự sang trọng đó. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều, chúng con thật là quý giá. Chúng con là kiệt tác của Ngài mà Chúa đã dựng nên theo hình tượng của Ngài, đồng cai trị với Ngài trên đất này. Con cảm ơn Chúa để chúng con không có hạ thấp cái con người của chúng con bơi trong thế gian này, Chúa ạ. Chúng con phải đi trong sự sống của Ngài. Sự sống của Ngài là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời duy nhất và thật, Chúa ạ. Và Đức Chúa Jesus Christ mà Chúa đã sai đến cho chúng con. Để chúng con tin vào Chúa Giêsu, cả nhà chúng con sẽ được cứu. Chúng con qua đức tin của chúng con mà cứu các linh hồn người nhà của chúng con, Chúa ạ. Chúng con phải tập luyện cho lúc này, phải hạ mình vâng phục Ngài trong mọi sự, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa. Con tin rằng với sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài tràn ngập trên gia đình chúng con cái của chúng con, và chúng con mỗi ngày dám trả giá và tin vào Ngài. Đó là giá trị nguyên tắc mà Chúa đặt để trên đời sống của chúng con ở trong nước trời, Chúa ạ. Nước trời là chúng con phải có văn hóa, cái nước trời mà Chúa đã đặt để cho chúng con, để chúng con sống và yêu thương nhau, không có gây lên sự hận thù ở trên giữa anh em chúng con, Chúa ạ. Còn cảm ơn Chúa đang đào luyện chúng con, tạo luyện chúng con để chúng con được lớn mạnh và trưởng thành, để chúng con vững mạnh đi theo Ngài, đi mà không mệt mỏi, Chúa ạ, bởi có thần của Ngài giúp sức cho chúng con, thần mạnh sức giúp sức cho chúng con, để chúng con đứng vững và tin cậy vào Ngài trong mọi sự. Cảm ơn Chúa, Ngài còn biết bao nhiêu công việc lớn và khó đang chờ đợi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, trong lúc này chúng con phải trung tín với công việc nhỏ thì chúng con mới lãnh được cái phần thưởng là việc lớn. Và trong cái việc lớn đó thì chúng con phần thưởng lớn hơn đó chính là vương quốc ngàn năm và cõi đời đời, Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng trọn đời sống của chúng con cho Ngài, dâng thân thể chúng con làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài, Chúa. Đó là cách phải lẽ thờ phượng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa để chúng con hết lòng trung tín với Ngài và trong mọi sự, để mỗi ngày Chúa rèn luyện bản thân chúng con, rèn luyện tính cách của chúng con nên giống Ngài, rèn luyện với cái ăn nếp ở của chúng con, để chúng con làm sao sống đẹp lòng Ngài trong mọi sự, Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con dâng trọn cho Ngài, dâng lại anh chị em chúng con cảm tạ cho nhau, cảm tạ với sự ban cho của Ngài. Cảm ơn Cha với sự ban cho Ngài, người Cha thuộc linh của chúng con đến dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha với sự ban cho anh chị em chúng con có nhau để chúng con cùng nâng đỡ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa để chúng con là một bộ phận của Ngài, chân tay của Ngài, để chúng con cùng nâng đỡ lẫn nhau. Kể những địa phần nào yếu thì kẻ người bộ phận mạnh thì giúp sức cho người bộ phận yếu, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa vì bởi chúng con là thân thể của Ngài. Chúng con phải xây dựng thân thể của Ngài cho mỗi ngày được phát triển trên đời sống của chúng con.
Chúng con yêu Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Con cảm tạ người thân cha, con cảm ơn Ngài. Con xin dâng đời sống của chúng con để chúng con được Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con, để chúng con đi với trong mọi lẽ thật của Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa vì đời này. Chúng con phải biết lập trình cho đời sau. Đời này chúng con là thao trường cho chúng con để chúng con bước đi, để chúng con tích lũy vào đời sau. Chúa ạ, con cảm ơn Chúa. Tình yêu của Chúa Cha ban cho chúng con chính là chính Chúa Giêsu. Ngài là năng lượng cho chúng con, để chúng con luôn biết tỏ danh của Cha cho tất cả mọi người gặp gỡ. Chúa ạ, con cảm ơn Chúa. Để chúng con đi trong Đức Thánh Linh, vì thể ai sinh, thể ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt thì đều là con của Đức Chúa Trời. Để chúng con đi trong sự mạnh mẽ của Ngài, chúng con đánh bạn với Chúa Giêsu, chúng con đánh bạn với Đức Thánh Linh của Ngài, để chúng con được nghe sự dạy dỗ của Chúa bày tỏ trong đời sống của mình. Chưa ạ, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con qua người cha thực linh và mục sư Hoài Hương, để chúng con nhận biết mọi lẽ thật của Ngài, đi trong mọi lẽ thật của Ngài. Xin cho chúc phúc lành cho trường Thần Học Nước Trời, và Chúa đã bày tỏ cho người cha thực linh chúng con, cho hội thánh chịu thương xót của Ngài mỗi ngày được phát triển mạnh mẽ, học hỏi em biết về vương quốc của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa chúc phúc lành cho các sinh viên, cho tất cả đều có tấm lòng để được nghe và hạ mình, để được dạy dỗ. Con cảm ơn Chúa, xin cho chúc phúc lành cho người cha thực linh của chúng con, mục sư Hải Phương và tất cả những mục sư mà cùng công tác với chúng con trong trường Đại học Thần học Đức Trời này, được thêm lòng yêu mến Chúa, thêm sức để được có được năng lượng của Ngài để dạy dỗ chúng con. Chúa ạ, Chúa ban cho chúng con biết hạ mình khiêm nhường, lắng nghe mọi sự dạy dỗ của họ để chúng con khôn lớn trưởng thành trong Ngài. Chúa ạ, con cảm ơn Chúa vì đức thánh linh của Ngài là của cầm cơ nghiệp của chúng con. Chúa ạ, vì Chúa đã ban cho chúng con qua đức thánh linh của Ngài để chúng con đồng đi với đức thánh linh, để được nghe Đức Thánh Linh dạy tỏ, dạy dỗ chúng con, để chúng con mạnh sức hơn. Chúng con cần điều gì qua bảy thần của Chúa và sự khôn ngoan của Chúa, để chúng con học hỏi hiểu biết của Chúa, để chúng con học và làm theo điều Chúa dạy. Chúa à, thần mưu toan mạnh sức của Chúa luôn ở trong chúng con, để khi chúng con yếu có thần mạnh sức giúp sức cho chúng con, để chúng con mạnh mẽ trong Ngài. Chúa ơi, xin cho chúng con luôn biết mở miệng nói rằng chúng con yêu Ngài. Chỉ có yêu Ngài chúng con thực hiện điều Chúa ban cho chúng con. Yêu Ngài chúng con thì chúng con mới làm được điều Chúa muốn nơi chúng con phải làm, vì nước trời, vì những hội thánh là nàng dâu của Chúa. Chúa ạ, xin cho thêm lòng tin và sự trông cậy chúng con mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, để chúng con kính sợ Ngài, đi trong mọi lẽ thật của mình, đi trong sự trật tự của mình, để con chúng con được Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con, thì chúng con đi vào sự học hỏi, sự dạy dỗ mà Chúa bày tỏ cho chúng con. Con cảm tạ Chúa, xin Chúa chúc lành cho từng anh chị em chúng con, cho tất cả mọi người sinh viên, để có tấm lòng khao khát Chúa, đi bước theo những điều Chúa dạy bảo, dành thời gian để được tìm kiếm Ngài mỗi ngày một hơn. Con cảm tạ cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Tạ Chúa. Amen. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Lạy Chúa Jesus yêu dấu của chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài vì sự trả giá của Ngài. Ngài đã cho chúng con sống con người mới. Ngài đập nát con người cũ của chúng con, cho con người cũ của chúng con chết. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban thần khôn ngoan cho hội thánh của chúng con, để cho chúng con biết bóc tách và sự làm rõ tất cả những sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa Jesus đã đến cho chúng con để loại bỏ mọi sự độc ác, mọi điều gian trá, ghen ghét, nói hành,
tham lam, để cho chúng con tham mến yêu Ngài, ham thích sự thiêng liêng của lời của Ngài, để chúng con có một cái tấm lòng đơn sơ như con trẻ để tiếp nhận những lời dạy dỗ của Chúa. Ngài dạy cho chúng con lớn lên từng ngày từng giờ, để chúng con lãnh những cái cơ nghiệp mà Ngài đã sắp sẵn cho chúng con. Không những Ngài muốn cho chúng con được rỗi linh hồn, nhưng Ngài còn trang bị cho chúng con được trưởng thành thành những người con trưởng. Ngài chỉ dẫn cho chúng con biết làm việc với linh hồn sau khi chúng con được cứu linh hồn. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Để cho chúng con nếm được sự ngọt ngào của Ngài. Mỗi ngày, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Chính Đức Thánh Linh của Ngài đẩy chúng con đến gần với Đức Chúa Trời hằng sống của chúng con ngày càng hơn. Chúng con cảm thấy Chúa Giêsu chính Ngài là hòn đá sống động bị người ta loại bỏ ra. Ngài đã được Đức Chúa Trời chọn những là bậc quý giá nhất, và chúng con cũng được tháp vào. Chúng con là những viên đá sống động và được chính Ngài xây nên căn nhà thiêng liêng của Ngài và đặt là cho chúng con chức thầy tế lễ thánh của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, đời sống của chúng con mỗi ngày chúng con cộng tác với Ngài, đón nhận những lời dạy dỗ của Ngài, những thức ăn cứng của Ngài, thức ăn thánh của Ngài, để cho chúng con làm đúng chức vụ mà Ngài đã xưng chúng con là thầy tư tế thánh của Ngài, làm đúng dòng dõi của Ngài, bởi vì Ngài đã cho chúng con một dòng dõi nhà vua mang DNA của Ngài. Tâm trí của chúng con luôn hướng về thượng giới, luôn hướng về vương quốc của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài để đời sống của chúng con luôn làm đẹp lòng Ngài. Ngài đã đặt Sion ở nơi chúng con đây. Chúng con biết ơn Ngài. Đời sống của chúng con luôn tin cậy vào Ngài, và Ngài cũng đã dạy cho chúng con biết đức tin là gì. Đức tin là thực hiện những điều mà Ngài đang trông mong nơi chúng con và qua chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Biết bao nhiêu những điều mà Ngài đang chờ đợi chúng con. Chúng con là con cái nhà vua, là dân thánh của Ngài. Chúng con đã thuộc về Ngài để chúng con rao giảng nhân đức của Ngài. Chúng con không những rao giảng nhân đức của Ngài mà thần đức của Ngài nữa. Mỗi ngày đây, Ngài cho chúng con biết tiếp nhận những đức tính của Ngài vào trong lòng của chúng con. Chúng con biết đầu tư vào trong con người của chúng con, để chúng con nhận biết Chúa thật là vĩ đại, thật là lớn lao. Và khi chúng con nhận biết Ngài thì chúng con biết chúng con thật là quý giá dường bao. Chúng con phải làm cho bản tính của Chúa được đầy trọn ở trong chúng con qua đời sống của chúng con đây, Chúa ạ. Thời gian còn lại, chúng con làm cho đức tính của Ngài được đầy trọn trong chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Xưa chúng con chưa phải là một dân, nay chúng con đã được dân của Ngài. Xưa chúng con không được sự thương xót, nhưng ngày hôm nay Ngài đã đặt để sự thương xót ở trong nhà của Ngài, và Ngài xây chúng con hội thánh sự thương xót của Ngài đây. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Chúng con biết được chúng con thật là quý giá, và Ngài đặt để cho hội thánh của chúng con. Và chúng con biết giá trị của hội thánh là cơ quan quyền lực cao nhất của Ngài trong cõi sáng tạo này, nên nhiệm vụ và trách nhiệm hội thánh cũng là cao nhất, để tương ứng với thẩm quyền trên trời dưới đất mà Ngài đã ban cho hội thánh sự thương xót của Ngài đây, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống mỗi ngày. Chúng con biết lãnh trách nhiệm về phần mình và thẩm quyền Ngài ban cho chúng con cao, để cho chúng con hoàn thành bản thiết kế mà Ngài đã trao cho chúng con trong đời sống ở trần gian này, và chúng con lập trình cho đời sống
tương lai của chúng con trong cõi ngàn năm và cõi đời đời. Thật là tuyệt vời khi chúng con có được sự dạy dỗ của Ngài ban cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, và khi biết ơn Ngài, chúng con cũng phải biết tỏ bày lòng biết ơn đó như thế nào nữa. Và Ngài cũng đã dạy dỗ cho chúng con. Chúng không phải là chỉ nói miệng và chỉ biết ơn Ngài không. Chúa ơi, thật là quý giá những điều mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con biết trân quý và mục đích của chúng con đến. Và chúng con phải là trụ và nền lệ thật ở trong nhà của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con được sinh lại, được kết nối với Ngài, để nhận được những sự Ngài bày tỏ cho chúng con. Lương tâm, linh tính của chúng con luôn nhạy bén để Ngài dạy dỗ cho chúng con, để chúng con vâng lời và làm theo. Khi Ngài bỏ nhỏ, khi Ngài nói chuyện với chúng con nơi thần quan tương cảm, để tất cả những điều mà Ngài dạy bảo đổ xuống linh hồn của chúng con, để linh hồn của chúng con vâng phục Ngài, ý chí của chúng con làm theo ý muốn của Ngài, quyết định của chúng con luôn ở trong Ngài, cảm xúc của chúng con vui mừng hân hoan ở trong vương quốc, trong nước trời, và ý tưởng và tâm trí của chúng con luôn thay đổi để nhận những điều gì Chúa phán bảo, là chúng con luôn được thay đổi để loại bỏ những cái giá trị bèo bọt của thế gian này ra, và đời sống của chúng con sống trong sự sống của Ngài, quyền năng của Ngài, tình yêu của Ngài, sự công bình của Ngài, để chúng con nhìn rõ bản mặt của con người cũ, để đập nát chúng nó ra khỏi đời sống của chúng con, ra khỏi đội ngũ của chúng con, ra khỏi đội quân đặc nhiệm của chúng con. Chúa, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Đời sống của chúng con dâng trọn cho Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài thật nhiều. Và chúng con làm trọn những công việc nhỏ ở trong đội quân đặc nhiệm này. Và Ngài cũng trao cho hội thánh của chúng con cũng trường thần học để biết đào tạo và huấn luyện ra đạo binh đặc nhiệm của Ngài vào những thời kỳ cuối cùng này. Bởi chúng con sẽ đào tạo ra những con người là núi của nhà Đức Chúa Trời, là những người trưởng thành thực thi quyền con trưởng để cai trị ở dưới đất cũng như cai trị ở trên trời. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa những điều mà Chúa đã cho chúng con, đó là những người tìm và thực hiện được bản thiết kế tiền định trước sáng thế mà Chúa đã dành cho mỗi người. Và hội thánh của chúng con sẽ giúp biết bao nhiêu những con người thì nhận được bản thiết kế để mà thực hiện mà Ngài đưa chúng con vào nước trời một cách trời rộng. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, nguyện thần của Chúa đổ đầy trên người cha thuộc linh Nguyễn Mạnh Cường của chúng con, để chúng con biết ơn Chúa qua ông và những sự dạy dỗ và sự tỏ bày của Chúa cho ông, và ông cũng truyền tải đến với chúng con. Nguyện thần của Ngài trên từng anh chị em của chúng con, để anh chị em của chúng con có một tấm lòng hạ mình để tiếp nhận sự dạy dỗ quý báu, sự dạy dỗ vĩ đại của Chúa ở nơi ông, để chúng con biết tỏ lòng tôn kính để tiếp nhận lời hằng sống của Chúa cho chúng con qua ông. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Phương có đó cầu nguyện không? Cầu một sơ cường nữa mà. Hallelujah, amen, hallelujah. Anh nói không? Em Thủy xong chưa? Ở đó sửa chữa được. Thấy cầu nguyện nào? Nhưng em tìm cái cầu nguyện nữa nhỉ? Chưa đủ à? Hallelujah. Này em có em Phương, hôm nay em có em Phương. Hallelujah, sợ cả đã bắt sự chuẩn bị Chúa tôi yêu, cảm tạ Chúa, Ngài chọn lựa yêu thương chúng con. Ô Chúa ơi, để mặc lấy quyền phép của Chúa Trời, Chúa ạ. Nhưng chúng con để mặc cái con sự chết của Ngài, Chúa ạ. Vì thế con gọi sự chết của Chúa đến trên chúng con. Sự chết đấng Christ trên thân thể chúng con.
Ôi chưa linh hồn chúng con trên thần linh chúng con, Chúa ơi, thứ chết của Ngài, Chúa ạ, sa cả đà của Chúa Jesus đến trên tài chính chúng con, đến trên công việc chúng con, đến trên nhà nước, gia đình chúng con, sự chết của Ngài, Chúa Jesus, sa cả đà đến trên sức khỏe chúng con, sự chết Ngài đến trên tâm tư, tư duy, cảm xúc chúng con, Chúa ạ, sự chết của Ngài đến trên ý chí chúng con, sự chết của Chris, sa cả đà bần để mất tất cả cái ý riêng của con đi, Chúa ạ, sa cả đà bần ra sự chết Ngài đến trên mục vụ chúng con, đến trên hội thánh chúng con, sự chết của Ngài đến trên mỗi cá nhân chúng con, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ Akadabon. Thì khi chúng con báp tên trong nước đó, Chúa ơi, ô là báp tên bằng sự chết của Ngài. Ô là Akadabon, nhưng hình thức báp tên chỉ là hình thức thôi, Chúa ạ, mà đi theo Chúa đó là mặc cái sự chết của Ngài, Chúa ạ. Vì không chết thì không bao giờ sống được, Chúa ạ, không bao giờ sống lại được. Akadabon, vì con có ân điển của Chúa để mặc cái sự chết Chúa Jesus Christ Akadabon. Ô là Akadabon, Chúa ơi, là Balazaka. Ô là Akadabon, sự chết Ngài trên môi miệng chúng con, sự chết Ngài trên lòng chúng con. Ô là sự chết của Ngài. Ô là con gọi ân sự chết Ngài. Ô đến chúng con từ tất cả các phía, Chúa ạ. Ô là Akadabon. Ô vì chúng con gọi sự thạnh nộ Ngài đến rồi mà, Chúa ơi, nên sự chết của Ngài, sự thạnh nộ Ngài mang sự chết Ngài đến, Chúa ạ. Akada sự chết của Đức Chúa Trời, sự chết Chúa Jesus chứ không sự chết thế gian. Akadabon. Tạ ơn Chúa ân điển lớn này để Chúa mặc sự chết của Ngài, Chúa Giêsu ơi, để Chúa tuyệt đối vâng theo lời Ngài, Chúa ạ. Vì khi chết rồi Chúa không còn phản ứng nữa, không khi chết rồi Chúa không còn lẩm bẩm, không còn bực bội kêu ca, không còn phản kháng, không còn tức giận, không còn lăn tăn nữa, Chúa ạ. Sakadababurusoko như Chúa Giêsu đó, Chúa ơi. Ô khi Ngài uống chén thánh lộ của cha Ngài, Chúa ạ, ô ra sao của Đức Chúa Cha, ô ra sao thì Ngài vâng lời cách trọn vẹn trên thập tự giá, cũng vậy thôi. Ô Ngài gọi chén thánh nộ Ngài trên Ngài, Chúa ạ, Ngài tự nguyện uống chén thánh nộ của cha. Ô thì chúng vậy, chúng con cũng vậy, Chúa uống chén thánh nộ của Ngài, Chúa ạ. Ô như các môn đồ năm xưa đã muốn uống chén thánh nộ của Chúa, ô khi muốn được ngồi bên phải bên hữu của Chúa, bên tả của Chúa, Chúa ơi, ô ra sao cả đà bâm như thì chúng con muốn muốn uống chén thánh nộ của Ngài, Chúa ạ, sao cả đà bâm đường. Ô chén thánh lộ Ngài đổ cho chúng con. Ô vì sự phán xét của Ngài khởi từ nhà Đức Chúa Trời, Chúa ạ. Ngài phán xét tài chính của chúng con, phán xét tiền bạc của chúng con, phán xét công ăn việc làm của chúng con, phán xét sức khỏe của chúng con, phán xét gia đình con trai con gái chúng con, phán xét vợ chồng cha mẹ anh chị em của chúng con, Chúa ạ. Ngài phán xét ô ra sakaro, ô và phước tay cho chúng con, ô là những kẻ được Ngài phán xét, Chúa ạ. Ô để khi Ngài phán xét rồi, Chúa ạ, ô cho con thoát ra khỏi án phạt khủng khiếp mà thế gian vô tín phải chịu, Chúa ạ, trong hồn đời đời. Ô ra sakaro, vì khi được Ngài phán xét, Chúa ạ, thì Ngài sửa dạy bằng luật lệ của Ngài, luật pháp của Ngài, Chúa ạ. Ô và luật pháp của Ngài đầy lòng thương xót của Chúa, ô bởi sự thương xót của Chúa, ô ra sakaro thắng hơn sự phán xét, Chúa ạ, bởi vì sự thương xót của Chúa Trời, ô chính là sự phán xét tuyệt đỉnh của Ngài. Sakadabaduruso, vì cuối cùng của sự phán xét đó là sự thương xót, Chúa ạ. Thì nguyện chúng con đi cuối đi chặng hết chặng đường sự phán xét đó, Chúa ạ. Orasa để nhận đến sự thương xót Ngài. Orasa cả để sự thương xót Chúa, ô là đầu tiên và cũng là cuối cùng chúng con nữa, Chúa ơi. Chúa như là Ngài, Ngài Chúa là nhân từ, Ngài là Alpha Omega, Ngài tình yêu thương, ô là đỉnh cao tình yêu thương lòng thương xót của Ngài, Chúa ơi. Sakadabaduruso bababaduruso. O rosso coda banabinuroso coda banabinuro chula brasa carabinuroso banabaduruso. Ora sakada babriro ora banjoy. Chúng con vui mừng bởi vì chúng con mang sự chết của Chúa, Chúa ạ. Ô nếu mà chúng con đã chết rồi thì không kẻ nào có thể còn giết chúng con được nữa, Chúa ạ. Sakada banduriu, nếu Đức Chúa đã giết chúng con rồi, Chúa ạ, thì không ai có thể giết nổi chúng con nữa. Ora sakada banjoy, khi chúng con chết rồi thì chúng con mới được sống lại. Ora ra và tạ ơn Chúa với con người mới của chúng con, Chúa ạ. Con người mặc lấy thật vinh dự của Ngài, vinh hiển của Ngài, con người được dựng nên trong sự thanh sạch công bình, ô lẽ thật, Chúa ạ, ô trong sự công bình của Chúa Trời chứ sự công bình của loài người, Chúa ạ. Vì trước đây chúng con sống bằng sự công bình riêng của mình, chúng con coi ô chúng con là đúng, chúng con ô coi chúng con đầu tiên phải có tiền, đầu tiên phải có cái lọ có cái kia, Chúa ạ, ô là đúng, ô chúng con theo sự công bình của thế gian hư mất này, ô nhưng nay ô tất cả sự công bình của Ngài, Chúa ạ, vì ban đầu có ngôi lời là Chúa Trời, ngôi lời ở cùng với Chúa Trời, Chúa ạ, ngôi lời ô ra sa chỉ là lời Ngài, ban đầu là lời của Chúa, và lời Chúa nói chưa tìm kiếm nước Chúa Trời và lẽ phải của Ngài, sự công bình của Ngài, lý luận của Ngài, Chúa, lý lẽ của Ngài, công bình của Ngài, sakadabamdi, Chúa ơi, công bình của chúng con. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa, sakadabamdi, ora sakadabamdi, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Ô sự chết Ngài cứ đến trên hội thánh của Ngài, Chúa, đến từng khe góc của chúng con, Chúa, ô đến trên từng tế bào của thân thể chúng con, đến trên
tư duy của chúng con, cảm xúc chúng con, Chúa ạ, đến trên mọi quan hệ chúng con, sự chết Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, ô để trong mối quan hệ chúng con đều được rửa sạch, ô bởi sự chết Ngài, Chúa ạ, bởi sự chết của Ngài kinh khủng hơn, ô mạnh hơn sự chết của thế gian, sự chết của Satan ma quỷ, Chúa ạ, sự chết của Ngài mạnh hơn là thần chết, sự chết của Ngài là giết sạch sành sanh, Chúa ạ, ô ra ra cả giết cái trọn vẹn, ô sự chết Ngài hủy diệt cái trọn vẹn, ô để chúng con phá tan tành cái đền thờ cũ đi, chưa, để mặc lên đền thờ mới, dựng đền thờ mới, Ngài dựng đền thờ mới cho chúng con, chưa, đền thờ ô thần linh, linh hồn thân thể mới hết, chưa, mới hết, chúng con không còn mơ màng đi đến việc dưới đất này nữa, chưa, ô tất cả dưới đất này nó chỉ vẻn vẹn là thao trường chúng con, là tập luyện chúng con thôi, chưa, khi chúng con đi gặp gỡ ai là chúng con biết rằng chúng con đang gặp gỡ với kiệt tác của Chúa Trời, chưa, để tìm cách nào đó để bày tỏ Đức Chúa Trời trong chúng ta một cách hùng vĩ nhất, chưa, ô ra sao để đưa kiệt tác về Đức Chúa Trời, để làm kiệt tác nó trở nên trong sáng, làm kiệt tác nó trở lên ô nhận Đức Chúa Trời hơn, Chúa ơi, Shakadabu, khi chúng con làm biết công việc nào, chưa, chúng con làm việc với tinh thần trách nhiệm, Chúa ơi, ô ra sao khi chúng con đi đến công sở, ô chúng đâu đó, chưa, ô thì tinh thần trách nhiệm chúng con, ô chung tí việc nhỏ, ô ra sao chúng đến đó để bày tỏ chúng ta, chưa, ô ra sao cái chuyện mà chúng con dậy sớm, ô ra sao thức khuya dậy sớm, ô ra sao để đi đến làm công sở đến đúng giờ, chưa, ô để dạy cho con phần nào để trách nhiệm chúng con với nước trời, chưa, ô ra vì cái chủ đất này mà chúng con còn phải kính sợ, Chúa ơi, ô ra ra chúng con phải lo đến việc của chủ đất này cũng chi việc của chủ trên trời, chưa, ô những việc ở dưới đất này nó chỉ là tạm bợ, ô nay có mai mất, ô nhưng mà Ngài còn đời đời, chưa, ô ra sa ô và khi chúng ô bất kể làm việc gì, chưa, cũng không phải vì lợi ích của cá nhân, chưa, ô không phải vì tiền, chưa, mà vì nước Chúa Trời, chưa, ô và vì nước Chúa Trời chúng con có tất cả, chưa, ô chúng con có cả danh dự, có cả tiền, có cả sức khỏe, có cả sự khôn ngoan, có cả tình yêu thương, có cả tất cả trong tất cả, chưa, ô vì nước Trời là có tất cả mọi sự, ô bởi vì tư duy chúng con, lời cầu nguyện chúng con là vượt thời gian, vượt không gian, ô lời cầu nguyện chúng con vượt trên các thần, chưa, ô bởi vì được cảm hóa bởi thần linh của Chúa, thần cầu nguyện và ơn phước thần này xin, ô ra sa can đa ba bê, thần ân điển đức tin, thần năng quyền mạnh mẽ của Ngài, thần kính sợ Ngài cho chúng con, chưa, ô ra sa can đa ba bê, vì mọi điều đã được ban chúng con rồi, nước của Chúa Trời đã được ban chúng con rồi, chưa, và nước Trời ở trong lòng chúng con rồi, sa can đa ba bê, chúa ba bê bê sa ca, ê vì vậy mà chúng con bán các của cải của mình đi, chưa, ô mà mua sự khôn ngoan, ô chớ hãy bán đi, chưa, ô ra sa ca đa ba bê, ô ra sa ca đa tất thảy của cải đất này chúng con phải bán đi, chưa, sa ca đa ba để mặc cái sự khôn ngoan của Ngài, chưa, ô để đầu tư vào trong nước của Ngài, chưa, sa ca vì tất thảy chúng đầu tư vào thế gian này thì chỉ có mất mất rồi, chưa, mà thậm chí còn bị hình phạt nữa, chưa, bởi vì đầu tư vào ma quỷ, đầu tư kẻ thù, đầu tư vào kẻ thù của vương quốc Chúa nên chúng con sẽ bị tai vạ, sẽ còn bị phạt trong cái ngày lớn đó, Chúa ơi, ô vì vậy chúng con chỉ đầu tư vào nước trời thôi, ô đầu tư vương quốc Ngài thôi thì chúng con được nhận lãnh hơn 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 vô vàn nữa, chưa, và được phần thưởng trong nước trời, còn đầu tư ma quỷ, đầu tư vào thế gian hư mất này chúng con không những bị mất, ô mà chúng con bị phạt nữa, chưa, bị mất phần thưởng, ô bởi vì đã thông đồng với ma quỷ, tà dâm với thế gian, ô đã làm gián điệp, nội gián cho ma quỷ, phá hoại vương quốc của Chúa Trời từ bên trong, ô sẽ bị hình phạt, ô sẽ bị tù hình sự nào đó, sẽ bị án phạt nào đó ở trong cõi đời đời, chưa, sẽ bị mất trong cái ngày phán xét đó, ô sẽ bị mất nhất phần thưởng trong ngày phán xét đó, ô nhiều người như qua lửa đó, ô Rasaka Chúa ơi, ô mà Ngài đã lập trình chúng con trong đời sau, ô đời sau nó rất là hiện hữu, Chúa ơi, ô đời này nó nay còn mai mất, chưa, đời này đời người như là bông hoa mọc nơi đồng cỏ, ô gió thổi bông hoa nó chẳng còn chỗ, nó còn không nhìn biết nó nữa, Chúa ơi, ô đời người như là sương ở dưới mặt trời vậy, Chúa, Sakada Biro Sobra, đời hơi nước dưới mặt trời đó, ô bay hết, bay rất nhanh, Chúa, ô Rasaka Biro Sobra tuổi già, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh, rồi bao nhiêu dịch họa khác, chưa, ô Rasaka cũng có thể người ta chết, ô Rasaka rất là nhanh chóng, nhưng có đời đời đó, ô còn đời mãi, Chúa, có đời đời đó, dù ngàn năm mà Ngài hứa cho những người thắng và ngồi trên ngai của Ngài, những người không chịu nhận dấu hiệu con thú hoặc trên trán hoặc trên tay, những người mà chết chém vì lời Chúa Trời và làm chứng của mình, chưa, chết chém vì Chúa Giêsu và lời làm chứng. Ô Rasakadabab vì lời Chúa Trời. Rasakadabab vì lời
những người sống vì lời Chúa Trời, những người chết vì lời Chúa Trời, những người chết vì danh Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu, Giêsu thật, những người không dấu hiệu con thú trên trán trên tay, ô không nhận tư duy thế gian, không nhận ô ra công việc thế gian, không làm công việc thế gian, của con thú, không làm công việc ô ra so với tư duy con thú, những người không chịu ô nhận dấu hiệu con thú đó, thì được cai trị cùng với Ngài trong vương quốc cả năm. Chúa ơi, ô Chúa ơi, và chúng con đã nghe, ô chúng con đã học Chúa ạ, và chúng con ô không thể lấy làm đủ để lừa dối mình được. Chúng con đã nghe bao nhiêu năm nay Chúa ạ, ô ra rằng lời Ngài đã nói nhắc lại chúng con qua các bài giảng, qua các giáo sư mục sư, qua những lãnh đạo thuộc linh, ô qua cả giấc mơ, qua khải tượng, qua cả sự thật, qua cả thực tế nữa Chúa ạ, ô qua các hội thánh, ô ra sakada, qua các tình trạng hội thánh Chúa ạ, để nhắc chúng con bao nhiêu điều rồi chúng con phải đầu tư vào vương quốc của Ngài. Sakada babjuro juro bersama, ô ra sakada babjuro sokwa dadzan juro juro en badasaka o risakada barabodo kontroli kada baba an sakada babjuro sokwa baba. Điển ân điển của Ngài phủ trên các anh em con Chúa, con cầu nguyện ô và cái lưới ân điển Chúa cho lòng con đây còn bao phủ hết lưới sứ đồ, lưới tiên tri này, ô ra trong thẩm quyền sứ đồ tiên tri, ân điển lớn Ngài bao phủ trên ô mục sư Hoài Hương, shakada bada bada budi guru guru cho trên tất cả đặc nhiệm, ô trên em Thủy, trên Hiến, trên Nam, trên Chu Chi, ô ra giá cả còn bậc thầm nút trời này cho ạ, ô trên người dâng mình trong Chúa cho ạ, ô ra giá Chúa ơi, ô những người dâng mình, những người trong thí trong tâm dân mình cho ạ, thì họ nhận cái đất ân điển này cho ạ. Ô ra sa ka da ba da bun ju ru so ku da bun ju ru so ba bun ju ru so ju du ku da ba da ba da bun ju. Ô ra vì họ tiếp nhận con thế nào thì họ sẽ nhận ân điển như thế. Chúa ơi, sa ka da ba bun ju, ô ra sa ka da bun ju ru sa ka da ba da en se ka da ju du du, ô sa ka da ba da ju du che la ba da sa ka en ju du ku la sa ka da ba da bun ju ku so ko. Hallelujah. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, ô đừng để làm sạch chúng con, Chúa ạ, sự phán xét khỏi từ nhà Chúa, ô Chúa ơi, ô và sự phán xét vẫn còn tiếp diễn nữa, Chúa ơi, những cái kỳ mà chúng con đã được đào tạo đi qua rồi, Chúa ạ, Ngài còn làm cho thử thách nữa, ô để chúng con được trải nghiệm, để được ô ra sang cần được sàng lọc nữa, Chúa ạ, ô trong dòng chảy này, Chúa ạ, để dòng chảy mới cuối cùng của Chúa, ô mang sự sống cho tất thảy các chi thể của Chúa ở trên khắp thế gian này, Chúa ạ, ô các hội thánh, các giáo hội, ô ra các giáo hội công giáo, giáo hội chính thống, giáo hội tin lành, kháng cách, Chúa ạ, tất thảy hệ phái giáo phái, ô ra chính dòng chảy sự thông suốt trên Chúa đây, ô để chúng con làm cách mạng thần học, Chúa ạ, ô là chúng ta ơn Chúa về trường đạo tổng hợp thần nuôi trời này, mà qua đó Ngài làm cuộc cách mạng thần học, Chúa ơi, shekadabaraza để phá đổ đền thờ cũ đi, lập lên đền thờ mới, Chúa ạ, ô đền thờ trong 3 năm thôi, Chúa ạ, sakadabandu đền thờ trong 3 ngày Ngài lập lên đền thờ mới hơn người ta, ô dựng đến cái đền thờ này 46 năm, ô ra sakada cái đền thờ học 46 năm, cũng như hàng nghìn năm trước nữa, sakadi Ngài phá nó đi, Chúa ạ, để mặc làm nên đền thờ mới. Ô tạ ơn Chúa về thần của Chúa, thánh linh của Ngài, Chúa ạ. Ô ra dạy dỗ chúng con, thánh linh của Ngài. Ô ra sakada bày tỏ chúng con, thánh linh của Ngài huấn luyện chúng con. Ô ra sa khổ luyện chúng con, sakada babiru juroso badanbiru. Thánh linh Ngài đốt chúng con, Chúa ạ, lửa của Chúa đã quăng xuống rồi, Chúa ạ. Chúa đến là quăng lửa xuống đất rồi, và lửa cháy lên, Ngài ước ao chi nữa. Ngài báp tên chúng con. Ô không những thánh linh bằng nước, Ngài báp tên bằng lửa của Ngài, Chúa ạ. Báp tên chúng con trong tình cha con, báp tên chúng con, Chúa ạ, trong vương quốc của Ngài, ô trong tin lành vương quốc của Ngài, Chúa ạ, ô báp tên trong lửa Chúa Trời, Chúa ạ, ô lửa thiêu đốt, ô ra sakada banduroso, lửa sự chết của Đức Chúa Trời, lửa sự sống lại của Ngài, Chúa ạ, sakada lửa thánh khiết của Ngài, lửa kỵ tài của Ngài, lửa rửa sạch tất tẩy ô một điều ô ấy thế thảm bẩn thỉu thế gian này, Chúa ạ, ô lửa để mang sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, ô để chúng con có thể đứng được trước mặt Chúa Trời một cách rạng rỡ vui mừng, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, để chúng con có thể nhìn thẳng vào mặt Ngài, nhìn thẳng mắt Ngài, cho sakadababu và dạn dĩ, ô ra sa không bị xấu, không bị xấu hổ, không bị lúng túng, không bị ngóc ngoài, ô không bị quăng xa khỏi Ngài khi Ngài ngự đến, cha ơi, sakadababu so banedetere, ô ra sakadababu so banedere, ô tạ ơn Chúa, ô vì Ngài ban chúng con thần mạnh sức, thần của kính sợ Chúa đến chúng con, ô dạn dĩ đến gần Ngài, cho ô chúng con bay trong dung báo, chúng bay trong sự thạnh nộ của Chúa Trời, chúng bay trong ô sự phán xét của Chúa Trời toàn năng, ô sự hủy diệt Đức Chúa Trời toàn năng, cho chúng bay trong ô điều đó, cho sakadababuyusokurababri, vì chúng con là ô sứ giả mang sự thạnh nộ của Chúa Trời, ô vì chúng con yêu sự thạnh nộ của Chúa Trời, chúng con yêu sự phán xét của Chúa Trời, chúng con yêu sự công bình của Ngài đó, Chúa ơi, sakadababri, Ngài làm chúng con trở thành búa và khí giết đánh giặc trong tay của Ngài, để phá tan các dân và diệt các nước, phá tan ngựa và kẻ cưỡi ngựa, xe kẻ cưỡi xe, phá tan đàn ông đàn bà già và trẻ, phá tan trai trẻ cái đồng trinh, phá tan kẻ chăn bầy nó, cái cây ruộng và đôi bò nó, phá tan các quan cai trị, các quan hình, Chúa ơi, và ô Ngài báo trả cho
Babylon và mọi dân Canh Đê phạm đeo các chi mà chúng nó đã làm tại sơn của ngài chưa ạ? Tất tại điều gì ô mà dân Babylon, tất tại điều gì dân Canh Đê là tầng lớp ưu tú của nó, ô tầng lớp elite của nó, các tầng giới lãnh đạo tôn giáo đó chưa ạ? Đã làm tại sơn của Chúa, ô đã làm cho sơn của Chúa trở nên băng hoại, trở nên con điếm thối như này chưa ạ? Ô Rasaka thì chúng con ô báo trả cho Babylon, báo trả các dân Canh Đê đó, tất cả lãnh đạo tôn giáo đó đánh gục hết trong danh Chúa Jesus, các bầy kẻ chăn kẻ bầy nó bị đánh gục hết cho ô bởi chúng con nhà búa và khí diện đánh ra trong tay của ngài chưa ạ? Shakadababir cho nó tan thành ô Rasakadabir ô Babylon trong giáo hội công giáo, giáo hội tin lành kháng cách, giáo hội chính thống giáo, và Rasaka cho nó tan thành Babylon trong thế gian này. Shakadabir hủy diệt tất cả kẻ chăn và bầy nó, kẻ cây ruộng đôi bò nó chưa ạ? Các mục vụ ô Rasakadabir ô hủy diệt các quan cai trị, các quan đề hình chưa ạ? Ô các quan cai trị tất cả các nguyên thủ quốc gia, ô các quan chức cấp cao ở hành pháp, lập pháp, tư pháp ở quốc gia chưa ạ? Ô ra sao các quan cai trị tất cả quan đề hình đó chúng đập nát tan hết. Ô ngựa kẻ cái ngựa, xe kẻ cái xe, ô tất cả các cơ chế, ô những kẻ vận hành cơ chế đó, ô ra được chúng đập nát tan hết trong tay Chúa Giêsu. Tất cả người đàn bà, đàn ông, già trẻ, lớn bé, to nhỏ, giàu nghèo, ô ra học thức hay không học thức chúng đập nát tan hết chúa trong danh Chúa Giêsu Christ, ô để bóc linh hồn của họ về cho ngài chúa ạ. Quan xét Chúa là hủy diệt ô tất cả điều ô uế ô mà họ đã sống trong đó trong danh Chúa Jesus Christ, ô ra sa kadabr ô ra sa để tưới huyết Chúa Jesus Christ trên đó, ô từ lòng thương sự nhân từ ngài trên đó chưa, bởi vì chúng con là sứ giả của sự thương xót của Chúa Trời, ô chúng con là sứ giả sự phán xét của Chúa Trời, cũng là sứ giả của tình yêu sự thương xót của ngài, nhân từ của ngài chưa, ô ra sa kadabr yuso barabab, và trước khi ô chúng con bóc linh hồn đó, chúng con phải đổ và chặt hết tất cả cái điều gì mà Chúa không trồng chưa, phải nhổ hết ra, ô nhổ ra các tà linh, nhổ ra ô cái lòng khốn nạn đó, saka con người cũ đó saka để bóc linh hồn cho ngài trong danh Chúa Giêsu, saka dabamyo lobo chúa là phán xét hoàn toàn hội thánh sự thương xin Chúa, phán xét hoàn toàn nhà của chúng con, gia đình chúng con, dòng giống chúng con, cơ nghiệp chúng con chưa, ô saka làm sạch cơ nghiệp chúng con, làm sạch tất cả cơ nghiệp chúng con chúa ơi, ô để cơ nghiệp chúng con là cơ nghiệp thánh, ô ra để trái đất bùa là thánh thì cả cánh đồng là thánh, kia rễ là thánh thì tất cả các nhánh là thánh hết chưa, ô vì hơi sống Đức Giê-hô-va dầu dư dận cũng chỉ là một người chưa, và qua chúng con đây ngài đào tạo ra những con người như vậy, ô ra dòng giống thánh của ngài, ô ra sa vì chúng con hoàng hậu sủng ái của ngài chưa, ô ra sa hoàng hậu yêu dấu của ngài, ô mà đẹp lòng ngài mọi đàng và ngài ra lệnh cho cả trời và đất phải nghe lời chúng con, các thiên binh ô của Chúa phải nghe chúng con, sa cả phải nghe con trong danh Chúa Giêsu, sa cả đa bơ khi con cầu nguyện, các thiên sứ ô phải lắng tai và dắp ra tâm tuân lệnh, ô ra sa rút giáo và diệt hết những kẻ thù nghịch, ô ra sa và đi phán xét các thiên sứ hủy diệt của Chúa, mau mau chóng đến để hủy diệt, ô ra mang sự phán xét đến trên gia đình chúng con, người thân chúng con, kinh tế tài chính chúng con chưa, ô ra sa để sắp đặt lại chúng con ở các vị trí ưu tiên đúng như cần phải có, shakada barabiyurus và hủy diệt tất cả cắn nước bông trái của đất chúng con chưa, ô ra tất cả lòng tham tiền ma môn bị hủy diệt ô khỏi chúng con, ô ra sa tất cả cái lòng vô trách nhiệm, ô sự lười ngu sợ chưa đã bị hủy diệt, ô ra sa kada barabiyurus linh thần cảm giả mạo, ô linh tôn giáo bị giết dưới tay chúng con một cách không thương tiếc chưa, ô chúng con ghét chúng nó, chúng con ghét ghét tất cả các tà linh đó chưa, ô chúng con ghét con người cũ của mình và hủy diệt nó trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Chúa ơi, khi con lên thánh rồi, ô ra sơ Chúa, ô thì ngài làm chúng con ở trở sự sáng cho thế gian, ngài làm chúng con trở nên muối của thế, của đất này, của sự sáng. Ô ra sa ca đa bâm như chúng con đưa phần sót lại của dân Chúa qua sự hủy diệt, qua sự phán xét của Chúa đó. Ô thì dân Israel của ngài thuộc linh thuộc thể, ô ra sa sẽ còn sót lại một phần chưa? Ô thì chúng con là đưa cái phần sót lại của Chúa trở về ngài chưa? Ô ra để trở thành hội thánh, ô, nàng dâu tinh tuyển của Chúa Trời chưa? Sa trở thành vợ của Chúa Trời mà chúng con hoàng hậu sủng ái ở trong cái vợ đó của Chúa. Sa ca đa ba ra sa ca được sinh hạ cho Chúa như dòng dõi cao sang nhất chưa ạ, mà ngài mong ước ô mà nối tiếp vào ngôi của Chúa Trời mà cai trị đời đời Chúa ơi, cho nên tạ ơn Chúa công nghệ làm người ô cùng với ngài để dựng nên con người theo hình của tượng ngài để quan trị thế gian này chưa ạ, ô tạ ơn Chúa về chúng con là câu trả lời của Chúa Trời cho tất cả những lời cầu nguyện này, xin ô khi ăn cầu nguyện khẩn nguyện ô của các thế hệ đi trước chúng con, ô của các sứ đồ tiên tri ở thời kỳ ước tân ước chúa ạ, Sa-ca của Abraham, ô của Isaac của Jacob chúa ạ, của Israel của 12 tổ phụ của Israel, ô ra sa chúng con là sự cầu ô chúng con sự trả lời ô của Đức Chúa Trời cho họ, Sa-ca da ba bi ru so ba, chúng con chính là ô sự bày tỏ của Chúa Giêsu đó chúa ạ, chúng con ô chính là những Mêsia nhỏ của ngài đó chúa ạ, ô như ngài đã phán cùng với Kiru ô là đứng Mêsia của ngài chúa ạ, ngài ta cầm tay chúng con đặng hàng phục các nước trước mặt chúng con, ngài tháo dây các vua đã mở các cửa thành trước mặt chúng
chúng con cấm không được đóng lại. Ôi Ngài đi trước mặt chúng con, ban bằng các đợt gập cành phá vỡ cửa bằng đồng, bể gãy thân gạch bằng sắt. Ngài ban vật báu chư chúng linh tối của cải chư linh kính cho chúng con chưa ạ. Ô ra sa đó linh hồn của ô những người đó chưa ạ. Ô ra sa tạ ơn Chúa, ô ra sa cả vì công nghệ làm người mà Ngài đã ban chúng con đây. Ô để chúng con cùng với Ngài đào tạo trong 40 năm thôi Chúa ơi, đa 603.550 ô ra sa trụ cột nước trời chưa ạ. Ô ra sa họ đã trụ cột của nhân loại, trụ cột trong các lĩnh vực về tâm linh, chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng, tất thể lĩnh vực trong xã hội loài người. Ô ra sa cả đời ở trong đời này, họ được cai trị đời này chưa ạ. Ô tập huấn đời này một cách ô thành thạo chưa ạ, và chuyển tiếp vào đời sau ở trong vương quốc ngàn năm để cai trị cùng chủ ở các nơi trên trời chưa ạ. Ô ra sa để cai quản ô các vua dưới đất này chưa ạ. Sakanda bambriyo sokodila barasaka. Ô ra sa là những người được ô thoát ra khỏi cơn đại hạn chưa ạ. Ô ra sa kanda bambriyo sokodila barasaka. Ô chúng con sẽ dạy dỗ các vua trên đất này chưa ạ. Chúng con sẽ dạy dỗ các giáo hoàng thượng vụ, các sứ đồ tiên tri, thầy giảng giáo, sư mục sư chưa ạ. Những em bé, ô những em bé tí đó, ô những em bé còn con bé đỏ đó, ô ra sa kanda, họ vào trong vương quốc ngàn năm chưa ạ. Một cách bỡ ngỡ, ô ra sa kanda vì họ không hiểu vương quốc ngàn năm cái gì chưa ạ. Ô ra nhưng mà họ đã chết ô vì lời Đức Chúa Trời, họ bị chết chém vì Chúa Giêsu Orasaka Dababiro cho nên họ cũng được vào vương ngàn năm chưa, nhưng vì họ không có làm người khi họ còn sống trên đất này chưa, thì họ những em bé nhỏ đó, ôi chúng con sẽ nuôi dạy các em bé nhỏ đó là những giáo hoàng thượng phụ, những hồng y, những sứ đồ tiên tri, thầy giảng giáo, sư mục sư, những tướng lĩnh của Chúa Trời chưa, những người mà đã từng nổi tiếng, những người làm cuộc cải cách phục hưng nào đó theo nghĩa của họ Orasaka ở trong lịch sử chưa, thì chúng con sẽ nuôi dạy các em bé là những hoàng là những sứ đồ tiên tri đó, Sakada, những chức vụ cao trọng đó trong hội thánh của Ngài, chưa ạ? Vì công nghệ làm người, Sakada Baburiro Sokudeba, chúng con tạ ơn Cha, tạ ơn Chúa, ô tạ ơn Chúa vì mọi sự bày tỏ tuyệt vời Ngài ban cho chúng con, chưa ạ? Nếu những cái ước mơ đó ở trong chúng con rồi, đã Alpha rồi, chưa ạ? Ngài đã khởi sự rồi, chưa ạ? Thì Ngài cũng Omega, ô Rasaka, Ngài cũng kết thúc, ô trong tất thảy mọi chương trình mà Ngài muốn. Hallelujah, cả ơn Chúa, tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, vinh quang thay cho Chúa của chúng con. Hallelujah, ô tạ ơn Chúa, ô Chúa ngước mắt lên nhìn xem chưa ạ, các con trai con gái con từ nơi xa về chưa ạ, ô đầy dây ngập tràn khắp đất này. Sakada Baburiro cho nhìn thấy họ, ô Rasakada Baburiro cho nhìn thấy, ô Rasakada Baburiro, ô những cây tùng cây bách hoàng dương là vinh hiển Liban, vinh hiển của ô các trụ cột trong thời gian này chưa ạ, để cùng nhau đến là trang hoàng cho nơi thánh của Ngài, trang hoàng cho dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa, ô trang hoàng cho trường đạo tổng hợp thần học nước trời này chưa ạ. Những điều quý giá nhất chưa ạ, được trang hoàng nơi đây. Những tấm lòng quý giá nhất chưa ạ, ô những tấm lòng trong sạch, những tấm lòng với động cơ tuyệt vời nhất chưa ạ, ô đều được mang đến nơi này để trang hoàng nơi thánh của Ngài Chúa ơi. Ô các cửa chúng con ô, ngày đêm mà đều không đóng chưa ạ, ô tất thảy các cửa của Bethesda của chúng con, ô ra sao của lòng thương xót, sự thương xót Thiên Chúa là ao Bethesda của Ngài mở ngày đêm năm cái vòng cửa đó để các châu lục Âu Á Mỹ Phi Úc đi qua đó mà được giải cứu, mà được chữa lành, mà được hồi phục, mà được trưởng thành lớn lên đến bậc ô thải thành vợ Đức Chúa Trời chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu Sakadabadasaka Oroso Kadababru, ô ra sao để người ta đem các vua làm phu tù, vì dân và nước nào chẳng thần phục chúng con sẽ bị diệt vong, nhưng nước đó sẽ hoang vu cả chưa ạ. Ô ra sao bởi họ hoang vu, họ bị diệt vong bởi họ bị diệt vì thiếu sự hiểu biết. Ô ra sao và dân không sự hiểu biết sẽ úp đổ chưa ạ. Ô ra sao như nhờ họ tháp vào dòng chảy sự thương Thiên Chúa này mà có sự hiểu biết về nước thiên đàng, sự hiểu biết về vương quốc Chúa Trời chưa ạ. Ô ra sao và họ sẽ nhận phần thưởng. Orasakada và trong danh Giêsu để công trình họ xây, Orasa không bị đốt trong lửa của Đức Chúa Trời, Orasa không bị đốt cháy, ô mà sẽ sót lại trong lửa Đức Chúa Trời. Chúa ơi, Shikadabadazakada, ô con trai của cái ước hiếp chúng con sẽ cúi đầu cùng chúng con, một cái khinh dễ chúng con sẽ quỳ lại trên bàn chân chúng con. Chúa ạ, Chúa nhìn thấy, ô họ đi thật đông tận đông, Chúa ạ, Orasakada như tất cả các dòng người, ô vô bờ bến đó, ô vô tận đó, Chúa ạ, vô số người đó không đếm nổi, các nước, các dân, các thứ tiếng, các màu da, ô các văn hóa, các ngôn ngữ, Chúa ạ, đầy ngập tràn, họ tới dòng chảy sự thương Thiên Chúa này để tháp vào đó. Ô họ nói rằng chúng ta hãy lên núi của nhà Đức Giê-hô-va, lên nhà của Đức Chúa Gia-cốp, ô vì Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta đi theo nẻo đường của Ngài, vì luật pháp ra từ Sion, lời Đức Chúa ra từ Jerusalem, luật pháp ra từ lòng thương xót, sự thương xót Thiên Chúa từ cái dòng chảy này. Ô vì đây là dòng chảy, dòng nhánh chính của dòng sông sự sống, dòng sông ô ra từ ngai của trên con, dòng sông ra từ ngai của Đức Chúa Trời mà trong sách Khải Huyền con nói đó Chúa, chúng con chính là nhánh chính trong dòng sông đó Chúa ơi. Sakadababri để mang sự sống cho các sinh vật mà dòng sông đi qua chưa? Ô Rosso Kadababri Sakadababri Chorabri Girosababa, ô là mùi sự chết cho những kẻ không tin
Chúa ạ, ô như mùi sự sống là sự sống cho kẻ tin trong danh Chúa Christ, cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài, vinh hiển thuộc về Ngài, Chúa yêu Ngài, Chúa ạ. Hallelujah Chúa ơi, chúng con ô cũng mang sự phán xét khủng khiếp giờ này Chúa ạ, đến trên toàn bộ hệ thống phản động cộng sản phát xít Hồi giáo ô, tôn giáo trên thế giới Chúa ạ, đã tan hết tất cả các trại súc vật cộng sản tại Việt Nam, tại Trung Hoa, tại Bạch Nga, tại Nga, Shaka tại Bắc Hàn, tại Iran, Shaka Dabao, Chúa gọi lệnh thử thạnh nộ của Chúa Trời, sự hủy diệt của Chúa Trời. Ô khi chúng con đã làm thạnh nộ trên nhà Chúa rồi Chúa ạ, thì bây giờ sự hủy diệt gấp bội đó đổ xuống trên đầu của tất thảy bè lũ phản động cộng sản phát xít Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ. Ô vì lời Chúa nói rằng ô này cơn bão lớn Đức Giêsu nó phát ra, ô là cơn thạnh nộ của nó phát ra, nó phát ra trên đầu kẻ dữ, sự thạnh nộ của Ngài sẽ không trở về cho đến khi Ngài làm trọn ý tưởng đã toan định trong lòng Ngài. Trong cái sáu đốt này chúng con sẽ hiểu điều đó Chúa ạ. Ô là và chúng con công bố điều đó, chúng con công bố sự phán xét của Chúa Trời, lửa hủy diệt Đức Chúa đến trên tất thảy quân đội phản động phát xít cộng sản Nga và Hồi giáo Hamas trong danh Chúa Giêsu Shakadabim Rosakadabim, hay là chúng con phó thân thể của họ cho quỷ Satan và thiên sứ hủy diệt Chúa Trời để linh hồn họ được cứu trong ngày phán xét của Chúa Giêsu. Chúa ơi, nhưng còn thương xót linh hồn của các tướng tá sĩ quan binh lính lính Nga, ô linh hồn của các lãnh đạo ô cộng sản Việt Nam, cộng sản Trung Hoa, ô bản lao động Triều Tiên đã thống nhất nước Nga, ô là linh hồn của các lãnh tụ, ô là các quan chức ô Hồi giáo Shakadababiruso, Chúa thương xót linh hồn họ cho ô và nguyện thiên sứ ô hãy hủy diệt một cách phẫu thuật chính xác ô Shakadababiruso, những kẻ nào mà không có tên trong sách sống đời đời hãy hủy diệt nhanh chóng ô bởi lời Chúa ứng nghiệm. Ô là hỡi Đức Chúa Trời, kẻ ham đổ huyết và người giả ngụy không sống nửa số ngày đã định cho mình. Đức Chúa Trời xô chúng xuống hầm diệt vong, chính Đức Chúa Trời xô chúng xuống hầm diệt vong, không phải các thiên sứ mà chính Đức Chúa Trời. Vệ các thiên sứ hãy tuân lệnh chúng ta trong danh Chúa Jesus Christ. Ô ra dân tất cả những kẻ mà người biết, ô các người biết không có trong sách trong đời, hãy quăng xuống cái diệt ngay bây giờ. Ô ra sa kara trong danh Chúa Jesus Christ, vì Đức Chúa Trời đã ban cho họ bao nhiêu cơ nghiệp rồi, ban cho họ bao nhiêu cơ hội rồi. Sa kara còn những người, ô ra sa kara bi còn có cơ hội. Ô ra sa kara bi giro so kora giro. Ô hỡi thiên sứ gấp liền, hỡi thiên sứ, ô ra sa hãy đi loan báo. Nên mừng hãy đặt vào lòng của họ sự ăn năn đau đớn, biết kêu cầu danh Chúa trước khi mà thân họ tan rát trong danh Chúa Giêsu Sakara, trước khi các lãnh đạo cộng sản đó ô bị chết vì những cơn đau tim, bị chết vì xuất huyết ở não, bị đột tử, bị tai nạn, bị ám sát, bị thủ tiêu, ô hay bị đất cả gì đó khi tan xương nát thịt đó, ô thì họ biết kêu cầu lại Chúa Giêsu hãy cứu con, lại Chúa Giêsu con người có tội hãy cứu giúp con, hãy thương xót linh hồn con, Shakadabra để những người đó được cứu và trong đời đời của Đức Chúa Trời, ô sau này đến khi ngày phán xét họ được sống lại, ô Rasaka và mặc lấy thân thể mới, ô Rasa và ở với cùng chúng ta ở trong vương quốc đời đời của Chúa chúng ta, Hallelujah, Shakadabiruso được thạnh nộ khủng khiếp Đức Trời giáng trên quân đội Nga, giáng trên các mặt trận ở phương Tây, ở phương Đông của Ukraine, Saka ở miền Nam, Orasa phán trên các mặt trận Kherson, Zaporozhye, ô phán giáng trên các mặt trận Crimea, giáng trên các mặt trận ở Donetsk, Donbass, Saka đã bắt đầu hủy diệt tất cả quân đội Nga, Orasa đã bắt đầu đánh sập tất cả công sự của Nga, hủy hoại tất thảy các máy bay chiến đấu không người lái hay có người lái của Nga, hủy diệt ngựa và kẻ cưỡi ngựa, xe kẻ cưỡi xe đó, ô kẻ điều khiển cũng như là ô thiết bị máy móc đã bị hủy diệt trong danh Chúa Giêsu Christ, đặc biệt là hủy diệt tất thảy mọi đường hậu cần của Nga, ô quân Nga Sakara bị đại bại thảm hại ở trên đất Ukraine này, Urasakara bị dồn dập tất thảy các kho bãi dự trữ tên lửa đều bị nổ tung trước khi mà chúng đang sử dụng Sakara bị dồn chưa bao giờ, ô sự nhầm lẫn tai hại ô giữa các hệ thống định vị vệ tinh ô của họ đều bị đập nát tan, Saka và tên lửa nó tự đâm vào vào điện Kremlin, tên lửa nó bay vào Urasaka, tất thảy các kẻ mà ra lệnh hủy diệt dân công bình đó của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Sakadababurijurusabarabe, tất thảy có được tiếp vận của quân Nga, được hậu cần quân Nga, ô đều nổ tung tành trong danh Chúa Giêsu Christ, ở lửa trên trời giáng xuống đốt sạch hết dãy cả quân trang quân dụng của Nga, ô để quân lính Nga ở trên lãnh thổ Ukraine phải rét thảm hại, ô phải đói thảm hại, ô và ra hàng lũ lượt Sakadaba chúng hết đạn, ô Rasaka và chúng chạy, ô rơi hết vào nó sẽ xa vào cái lưới nó đã răng ra, ô chúng nó la vào cái hố chúng nó đào, ô Rasakara chúng nó gươm chúng nó dùng sẽ đâm vào lòng chúng nó, ô Rasakara sự rối loạn cực điểm trong hàng ngũ quân đội Nga, tướng tá Nga, tất thảy các tướng lĩnh đều bị hủy diệt trong danh Chúa Jesus Christ, Sakadabababurusababur, tất thảy đơn vị hào pháo binh tên lửa hàng không vũ trụ của Nga, ô Rasa lập nát tan thành. Chúa ơi, chúng ta ơn Chúa vì lời cầu nguyện chúng con đã phẫu thuật cho chúng con đã quét sạch ô hạm đội biển đen cho ạ, và chúng con nhìn thấy hạm đội biển đen đã phải sơ tán, đã phải chạy hết về Novosibirsk, chạy về
À, cái cảng biển đen khác của Nga chưa ạ? Ô chúng con không không còn chiếm đóng ở Sevastopol ở Crimea nữa rồi chú ơi. Ô Rasakara tất cả các tàu nổi tàu ngầm của Nga ở trên lãnh hải của Ukraine đều bị đánh chìm hết trong tay Chúa Giêsu Christ. Ô chìm ngay trên mặt nước, chìm ngay trên ô các trụ sửa chữa cũng như sản xuất tàu. Ô trong danh Chúa Giêsu Sakadababurusakadabarasaka. Hallelujah, ngợi khen Chúa, cảm tạ ơn Chúa các thiên binh của Ngài chưa ạ? Vì gươm Đức Giêsu đã uống đủ trên trời rồi, nó xuống trên cái dân ngàn sự rủa xả đẹp sự đoán định. Ngợi khen Chúa, sự đoán định của Chúa thật là công bình ngay thẳng chưa ạ? Orasakadababur Chúa ơi, và khiến các dân phải khiếp sợ Ngài, phải kinh sợ Ngài khi nghe danh Chúa phải run sợ chưa ạ? Orasa và nghe lời Chúa mà run, và đặc biệt là dân của Chúa nữa Chúa ơi, ô phải run sợ khi nghe danh Ngài chưa ạ? Để họ được sự được cứu, để họ kêu là Chúa là Chúa và họ phải làm theo lời Chúa phán chưa ạ? Trong danh Chúa Jesus Christ, Shaka biết rằng Chúa Đức Giêsu, Chúa chúng con là Chúa có thần cao hơn trội hơn tất cả mọi sự chưa ạ? Ô ra xem một cái hắt hơi, ô một cái cơn hơi thở của lỗ mũi ngài ra thôi, hủy diệt tất cả các thần trong danh Chúa Giêsu Sakadabadiro và tất cả các thần đó. Ô đầu dưới chân chúng con cho dày đạp các thần đó, các thần Phật đó cho dày đạp tất cả thần Phật đó cho dưới chân chúng con, cho ngợi khen Chúa mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Amen, cảm tạ Chúa. Amen, Amen. hallelujah. Cảm ơn anh chị em. Thiên Chúa, cảm ơn anh chị quý. Hallelujah. Amen. Amen.